Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 500 người đã chết trong lũ lụt ở nhiều vùng của đất nước với những cơn mưa xối xả dự kiến ở một số khu vực trong những ngày tới. Tờ Nhật báo Trung Quốc bằng tiếng Anh đưa tin rằng các quan chức đã xác nhận rằng hơn 200 người đã chết cho đến nay và 300 người mất tích. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, các khu vực thuộc tỉnh Giang Nam và Nam Trung Quốc vẫn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to nhưng mưa sẽ yếu đi đáng kể khi vành đai mưa chính dịch chuyển về phía Bắc đến Trung và lưu sông Dương Tử. Trong hai ngày qua, các khu vực Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quý Châu và các nơi khác sẽ có mưa lớn, trong đó có một số khu vực ở Quảng Tây và Quý Châu. Điều này sẽ khiến Phúc Kiến, Quảng Tây và những nơi khác bị lũ lụt trong những ngày gần đây đối mặt với những mối đe dọa mới. Ngoài ra, sẽ có mưa từ nhẹ đến trung bình ở lưu vực sông Hán Thủy, sông Giang Hoài, phía Bắc Giang Nam và hầu hết Nam Trung Quốc, trong khi mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở các khu vực thuộc lưu vực Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô. Công tác kiểm soát các tỉnh dọc sông Dương Tử sẽ phải gặp những thử thách gay gắt. Trong vài ngày qua, 54 huyện và thành phố của tỉnh Giang Tây đã xảy ra mưa lớn. 44 trạm đo trong tỉnh đã nhận được lượng mưa hơn 250mm, khiến mực nước sông trong tỉnh tăng mạnh, vượt kỷ lục lịch sử. Cần có biện pháp tăng cường công tác phòng chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn. Một con đê ở Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bất ngờ vỡ vào thứ Hai và dòng chảy qua chỗ vỡ đã ảnh hưởng đến 10.000 hectare đất canh tác và gần 10.000 người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tại thị trấn Khánh Nghi, tỉnh Giang Tây, hàng trăm dân làng bị nước lũ bao vây, buộc chính quyền phải điều động thuyền xung kích để giải cứu họ. Theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, những ngày gần đây, một số tỉnh miền Nam Trung Quốc đã trải qua những trận mưa xối xả như chút nước. Mưa xối xả đã gây ra lũ quét nghiêm trọng. Thảm họa đã khiến 51 người thiệt mạng và 21 người mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, người đang chỉ đạo chính quyền Trung Quốc chiến đấu chống lại hội chứng hô hấp cấp tính được gọi là SARS ở Trung Quốc, đã chỉ thị cho chính quyền các cấp và các cơ quan bảo vệ nguồn nước ở đại lục hết sức coi trọng việc kiểm soát lũ lụt để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân và đảm bảo tiến độ xây dựng kinh tế bình thường. Tân Hoa Xã đưa tin, từ một tuần nay, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quý Châu liên tiếp có mưa to, có nơi mưa rất to, lũ quét do mưa xối xả đã làm cho 25 người thiệt mạng và khiến 13 người mất tích ở Hồ Nam. Báo cáo từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình trong hệ thống hồ Động Đình ở Hồ Nam là 120mm và khu vực có lượng mưa hơn 160mm lên tới 120.000 km². Theo các báo cáo, mưa lớn như chút nước đã xảy ra tại một số khu vực của ba thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan thuộc tỉnh Quảng Đông, đồng thời xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng và sập nhà tại một số khu vực, khiến 25 người thiệt mạng và 8 người mất tích, hơn 18.000 người đã được sơ tán cho đến nay. Tại Hà Nguyên, Quảng Đông, 38 thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với dân số hơn 120.000 người. Tại huyện Long Xuyên, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, 160 ngôi nhà bị sập, 395 ngôi nhà bị hư hại và 39.000 hectare hoa màu bị ảnh hưởng. Tại thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, hơn 450.000 người ở 8 huyện và 85 thị trấn bị lũ lụt tấn công. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến trưa qua theo giờ địa phương, đỉnh lũ đầu tiên của sông Tương Giang trong năm nay đã qua đoạn Chu Châu với mực nước cao tới 43,24m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,24m. Theo các báo cáo, đây là trận lũ lớn nhất chưa từng xảy ra trong 25 năm qua ở sông Tương Giang của Hồ Nam. Ở Tây Nam Trung Quốc, ít nhất 161 người đã thiệt mạng và hơn 60 người mất tích do mưa lớn và lũ lụt kéo dài nhiều ngày. Trận lũ lụt thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là thế kỷ mới có một lần đã gây thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ. Các quan chức Trung Quốc cho biết hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên cứu trợ khác đang giúp phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp. Giới Trung Quốc cho biết nhà chức trách đã phân phát hàng viện trợ cho 3.000 người vô gia cư. Tờ China Daily đưa tin rằng các nhà chức trách cho đến nay đã sơ tán 450.000 người và làm hư hại 127.000 ngôi nhà. Theo báo cáo, ở một số khu vực của Trùng Khánh, nước ngập đã chạm tới 4 tầng lầu.
theo báo cáo chính thức của Tân Hoa Xã, do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và trung lưu sông Hàn, trữ lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo. Dòng nước ào ạt đang chảy qua các cửa xả lũ của đập Tam Hiệp, nơi đã được chính quyền ban bố tình trạng báo động lũ lụt. Âu thuyền Tam Hiệp ở thượng nguồn đập được thông báo tạm dừng giao thông vào lúc 20 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên âu thuyền Tam Hiệp ngừng hoạt động trong mùa lũ kể từ khi chính thức mở cửa cho giao thông thủy. Các nhà chức trách cũng đã củng cố các con đập để đối phó với lượng nước tích trữ đang tăng lên nhanh chóng. Thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hà Bắc nằm ở trung và thượng lưu sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo lũ lụt, đồng thời tăng cường quan trắc và kiểm tra dọc sông Dương Tử và các hồ chứa khác nhau. Thành phố Đại Châu được cho là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa lên tới 460mm. Theo Sở Cứu hộ Thiên tai Tứ Xuyên, khoảng 3.000 người bị mắc kẹt do lở đất ở thành phố Đại Châu. Khoảng 10.000 người bị mắc kẹt trong thành phố. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 40 triệu đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, những nơi bị mưa lớn tàn phá. Dự án Tam Hiệp của Trung Quốc rất tốn kém, ở Trung Quốc khan hiếm điện. Dự án Tam Hiệp đã được chính phủ thúc đẩy như một niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, dự án chính trị này đã làm nảy sinh các vấn đề gây tranh cãi về môi trường và vấn đề bảo vệ các di tích văn hóa. Chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo rằng có khả năng xảy ra nhiều lũ lụt và bão hơn. Kể từ đầu mùa hè, những trận mưa xối xả liên tiếp ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã khiến gần 400 người thiệt mạng. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong năm nay. Các thảm họa khí tượng của Trung Quốc có thể được tóm tắt bằng hai bức ảnh trên trang nhất của các tờ báo ngày nay. Một là nhà dân ngập đến nóc, hai là lòng sông đã khô cạn sau nhiều ngày phơi mình. Trong khi miền Bắc bị hạn hán hoành hành, thì miền Trung và miền Nam Trung Quốc hứng chịu những trận mưa xối xả liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 659 người chết vì thiên tai, gây thiệt hại kinh tế hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng vấn đề làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với 3 cơn bão nữa. Người dân phẫn nộ với cơ quan dự báo thời tiết khi Bắc Kinh hứng chịu một trận mưa như chút nước trong khi dự báo không có mưa. Trước sự đe dọa của nước lũ, ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc, một con đập đã bị vỡ vào Chủ nhật. 17.000 cư dân đã được sơ tán trước khi đập bị vỡ. Theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, do tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng của sông Hoài Hà, để đảm bảo an toàn cho các thành phố công nghiệp quan trọng ở cả hai bên hạ lưu sông Hoài Hà, Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt tỉnh An Huy đã quyết định phá kè đập Hồ Tân Đường của sông Hoài Hà để thoát nước lũ. Vào chiều Chủ nhật, đập Comen nằm ở hạ lưu Hồ Tân Đường trên sông Hoài Hà đã bị vỡ với chiều rộng khoảng 1.500m và nước sông tràn vào các cánh đồng bên ngoài đập. Các nhà chức trách cũng sẽ cho nổ một con đập ở thượng nguồn Hồ Tân Đường vào Chủ nhật. Được biết, kể từ đầu tháng này, nhiều nơi ở Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục và lũ sông Hoài Hà kể từ cuối tháng trước là lớn nhất kể từ năm 1991. Hiện mực nước các sông, hồ ở An Huy nhìn chung đã dâng cao, Nam Kinh, Giang Tô, lân cận cũng hứng chịu mưa xối xả. Bộ Nội vụ Trung Quốc tuần trước cho biết 148 người đã thiệt mạng do lũ lụt vào cuối tháng vừa qua. Lụt lội là một vấn đề lâu đời ở Trung Quốc, hầu như năm nào cũng xảy ra. Lũ lụt ở Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái đã giết chết hơn 1.500 người và gây thiệt hại kinh tế 68 tỷ nhân dân tệ, khoảng 8,2 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ lụt trong năm mới có một lần xảy ra ở phía đông bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Truyền thông Trung Quốc hôm thứ Hai đưa tin, tỉnh Tứ Xuyên đã hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua. Tính đến tối Chủ nhật, số người chết ở tỉnh này đã tăng lên 85 người và 52 người mất tích. Báo cáo chỉ ra rằng các quận và thành phố dọc theo sông Dương Tử và phía bắc Trùng Khánh bao gồm Khai Huyền, Vạn Châu, Vân Dương, Vô Tích, Thành Khẩu, Bích Sơn, Ngọc Bắc, Bắc Bắc, Hợp Xuyên và Kỳ Giang đã phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Một quan chức của Cục Dân Chính Trùng Khánh cho biết 31 người thiệt mạng và 27 người mất tích ở Trùng Khánh trong trận lũ lụt. Tại thành phố Đại Châu, số người chết lên tới 40 người, 36 người mất tích. Cả thành phố bị lũ lụt bao vây, giao thông tê liệt và trở thành một hòn đảo bị cô lập. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng Đại Châu, Nam Sung và Ba Trung ở khu vực đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua mưa xối xả liên tục với lượng mưa vượt có 160mm ở hầu hết các nơi. Báo cáo chỉ ra rằng lượng mưa này là lượng mưa lớn nhất, mạnh nhất và kéo dài nhất ở Tứ Xuyên trong năm nay, gây ra lũ lụt ở một số khu vực cả thế kỷ mới có một lần.
Trước tình hình thiên tai tiếp tục mở rộng, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã yêu cầu quân khu Thành Đô cử lực lượng hải quân và không quân đến hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu trợ, đồng thời yêu cầu lực lượng cảnh sát vũ trang hỗ trợ. Các quan chức từ Văn phòng Cứu trợ Thiên tai của chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết, quận Khải Huyền gần Trùng Khánh đã nhận lượng mưa lớn nhất là 427,3mm và tất cả 55 thị trấn trong quận đều bị ảnh hưởng, trong đó có 18 thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất và hơn 87.000 người bị mắc kẹt, dân số hơn 800.000 người. Theo báo cáo thiên tai của địa phương, trận lụt này là trận mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử của quận Khải Huyền trong 200 năm qua và toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi nước lũ mênh mông. Do lũ lụt hoành hành, nhiều trục đường giao thông từ quận Vạn Châu đến quận Khải Huyền bị ngập lụt, giao thông bị gián đoạn, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng. Trận mưa xối xả đã khiến 19 người ở quận Khải Huyền thiệt mạng và 18 người mất tích. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, quận đồn trú Trùng Khánh đã tổ chức hơn 1.200 sĩ quan binh sĩ và dân quân PLA để cứu trợ thiên tai, điều động 13 thuyền tấn công, 3 thuyền kayak cao su và 45 phương tiện. Một đội cứu hộ bao gồm các phương tiện đặc biệt cũng đã được triển khai. Theo các báo cáo, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực gửi nhu yếu phẩm hàng ngày đến khu vực thiên tai để đảm bảo cuộc sống của người dân. Tâm lý người dân địa phương cơ bản ổn định. Hơn 1.000 chiếc chăn bông, hơn 200 chiếc lều và các vật dụng khác cần thiết cho các nạn nhân đã được chuyển đến vùng thiên tai. Đồng thời các vật phẩm cứu trợ thiên tai khác như thực phẩm và dầu ăn cũng đang được thu gom. Theo các quan chức Trung Quốc, lũ lụt ở Trung Quốc vào tháng này năm nay đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 3 tỷ đô la Mỹ và khiến ít nhất 750 người thiệt mạng. Tân Hoa Xã trích dẫn một báo cáo do Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố cho biết tổng cộng 2,6 triệu hecta đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Các khu vực bị ngập nặng nhất được báo cáo là Thiểm Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Hồ Bắc và Quý Châu. Tân Hoa Xã đưa tin tình hình lũ lụt trên các con sông lớn của Trung Quốc về cơ bản đã ổn định và thảm họa lũ lụt theo lưu vực vẫn chưa xảy ra. Theo báo cáo, tình hình thiên tai ở Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương đã ổn định, trong khi tình hình thiên tai ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu vẫn đang phát triển. Mùa lũ lụt ở Trung Quốc chỉ mới bắt đầu và có khả năng kéo dài đến hết tháng 9, làm dấy lên lo ngại lũ lụt năm nay sẽ giết chết nhiều người hơn so với năm 1998. Các quan chức của Bộ Nội vụ Trung Quốc đã cảnh báo lũ lụt năm nay có thể tồi tệ hơn thảm họa năm 1998 vì mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Lũ lụt năm 1998 được cho là đã ảnh hưởng đến hàng chục triệu người và giết chết ít nhất 4.000 người. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.